Mẹ bầu phải tránh xa điện thoại di động và sóng wifi vì những lý do quan trọng sau đây. Mặc dù là vật bất ly thân trong thời đại ngày nay, điện thoại di động và sóng wifi mới đây đã được chứng minh là có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mẹ bầu. Ngày nay, điện thoại di động và sóng wifi dường như đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận đó là hai bước tiến của công nghệ này đồng thời cũng mang đến rất nhiều những hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là đối với sức khỏe, chẳng hạn như khả năng dẫn đến bệnh ung thư. Mặc dù vậy, kết quả công bố trên tạp chí Scientific Reports nghiên cứu sự ảnh hưởng của bức xạ từ trường, từ điện thoại di động và sóng wifi đối với mẹ bầu vẫn khiến không ít người bất ngờ khi cho biết điện thoại di động và sóng wifi có thể gia tăng nguy cơ sảy thai ở các mẹ bầu lên tới 50%. Nghiên cứu này được thực hiện bởi các chuyên gia từ phòng nghiên cứu Kaiser California của Mỹ dựa trên phân tích 913 mẹ bầu trong những giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Một trong số những người tham gia nghiên cứu đã từng sảy thai ít nhất một lần trước đó. Tất cả những mẹ bầu này đều đeo đồng hồ Amdex Light đo lường mức độ tiếp xúc bức xạ từ môi trường trong suốt 24 tiếng mỗi ngày. Dựa trên tương quan giữa mức độ tiếp xúc bức xạ của những mẹ bầu này đối với những biến đổi trong suốt thai kỳ của các mẹ, nhóm nghiên cứu đã phân tích để đưa ra tỷ lệ ảnh hưởng của điện thoại di động và sóng wifi đối với tất cả các mẹ bầu. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra các mẹ bầu có mức độ tiếp xúc bức xạ từ trường cao nhất và có nguy cơ sảy thai cao hơn những người có mức độ tiếp xúc thấp nhất là khoảng 48%. Trong số những mẹ bầu có mức độ tiếp xúc bức xạ từ trường cao nhất, 24,2% trong số họ đã bị sảy thai so với 10,4% những người thuộc nhóm có mức độ tiếp xúc thấp nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ này không liên quan đến tiền sử sảy thai của các mẹ bầu. Tiến sĩ Deacon Lee cho biết, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng từ thực tế rằng bức xạ không ion hóa từ trường, từ điện thoại di động và Wi-Fi có thể có tác động xấu đến sức khỏe của con người. Chúng tôi hy vọng rằng phát hiện của nghiên cứu này sẽ thúc đẩy việc tiến hành các nghiên cứu bổ trợ cần thiết về các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của con người, bao gồm cả sức khỏe của những mẹ bầu, ông cho biết. Để giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ từ trường đối với sức khỏe, các mẹ bầu cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là để điện thoại cách xa bụng và không để điện thoại trong túi áo khoác. Thứ hai là tắt wifi khi không sử dụng, đặc biệt là khi đang ngủ. Thứ ba là để điện thoại di động ở chế độ máy bay khi không cần thiết. Thứ tư là nói chuyện điện thoại bằng loa ngoài và nói ngắn gọn nhất có thể. Thứ năm là không sử dụng các thiết bị có thể phát ra bức xạ từ trường không ion hóa khi ở trong xe hơi. Bức xạ từ trường không ion hóa được phát ra từ điện thoại di động, wifi, đường dây điện và các trạm phát sóng điện thoại. Tất cả chúng ta đều tiếp xúc với những bức xạ này ở các mức độ khác nhau và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế mức độ tiếp xúc tối đa để giảm thiểu các nguy cơ có hại đối với sức khỏe, đặc biệt là ở các mẹ bầu.